Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, với tình trạng ô nhiễm và các hệ lụy do thực phẩm bẩn gây ra, hẳn cô bác luôn lo lắng về căn bệnh ung thư rình rập. Thực tế, số ca mắc ung thư tại Việt Nam đang ngày càng có xu hướng tăng cao. Vì vậy, việc chủ động chăm sóc sức khỏe để tăng cường đề kháng chính là điều mà cô bác cần thực hiện ngay hôm nay. Và việc tích cực sử dụng các loại thực phẩm có thành phần giúp ngăn ngừa bệnh ung thư là cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, cô bác đã biết về những loại thực phẩm bổ dưỡng này là gì chưa? Theo một nghiên cứu mới, có một loại quà mà cô bác chỉ cần ăn một quả mỗi ngày cũng có thể giúp cô bác tránh xa các căn bệnh quái ác vô cùng hiệu quả. Không chỉ vậy, loại quà này còn được trồng rất nhiều ở Việt Nam và rất dễ sử dụng. Chi tiết về loại quả đó là gì, thành phần dinh dưỡng ra sao, cũng như cách sử dụng như thế nào để phát huy tối đa công dụng ngừa ung thư. Tất cả sẽ được Sống Khỏe Mỗi Ngày gửi tới cô bác trong chương trình hôm nay. Mời cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn loại quả này mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa nhiều loại ung thư. Nghiên cứu do các chuyên gia tại một trường đại học ở Vương quốc Anh thực hiện vừa được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Phòng chống ung thư. Nghiên cứu đã xem xét gần 1.000 bệnh nhân mắc hội chứng Kling, một dạng rối loạn di truyền khiến người bệnh dễ mắc một số bệnh ung thư hơn. Trong nghiên cứu, người tham gia được chia làm hai nhóm. Nhóm được cho tiêu thụ tinh bột kháng ở dạng bột hàng ngày và nhóm dùng giả dược. Lượng tinh bột kháng được sử dụng tương đương tinh bột kháng trong một quả chuối xanh. Thời gian thử nghiệm này kéo dài trung bình là 2 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng tinh bột kháng không làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, nhưng làm giảm tới 60% nguy cơ ung thư phát triển ở các bộ phận khác của cơ thể. Tác dụng bảo vệ này đặc biệt mạnh đối với các bệnh ung thư tiêu hóa trên, ví dụ ung thư thực quản, dạ dày, đường mật, tuyến tụy và tá tràng, các bệnh ung thư có thể khó phát hiện. Từ đó có thể thấy chuối xanh chính là loại quả có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Nếu như chuối chín chỉ cần lột vỏ và ăn, thì chuối xanh chỉ được tiêu thụ khi nấu chín, luộc hoặc chiên. Tuy nhiên, xét về mặt dinh dưỡng, chuối xanh là nguồn chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt, chứa một tinh bột có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, kiểm soát trọng lượng và giảm lượng cholesterol trong máu. Các bác sĩ dinh dưỡng ở Anh coi tinh bột của quả chuối tiêu xanh là nhân tố quan trọng có tác dụng phòng ngừa ung thư đường ruột. Lượng tinh bột trong chuối thay đổi thế nào khi chuối chín? Theo chuyên gia dinh dưỡng, thành phần chủ yếu trong chuối xanh là tinh bột, chiếm 70-80% trọng lượng khô. Phần lớn trong số đó là tinh bột kháng, không được tiêu hóa trong ruột non. Tuy nhiên, chuối sẽ mất đi tinh bột khi chúng chín. Trong quá trình chín, tinh bột chuyển thành đường đơn, sucrose, glucose và fructose. Điều thú vị là chuối chín chỉ chứa 1% tinh bột. Chuối xanh cũng là một nguồn cung cấp pectin dồi dào. Loại chất xơ này được tìm thấy trong trái cây và giúp chúng giữ được hình dạng cấu trúc. Pectin phá vỡ khi chuối quá chín, khi chuối trở nên mềm hơn. Tinh bột kháng và pectin trong chuối xanh có thể có một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Do vậy, cô bác nên bổ sung chuối xanh để giúp phòng ngừa các bệnh ung thư nói chung một cách an toàn và hiệu quả. Bên cạnh tác dụng ngừa ung thư, chuối xanh còn có một số lợi ích tốt cho sức khỏe khác như tăng thị lực cho mắt, tốt cho ruột non. Ngoài tác dụng kháng viêm chống ung thư, chuối xanh còn giúp tăng thị lực cho mắt, chỉ số đường huyết ổn định. Nếu dùng tinh bột chuối xanh với số lượng hợp lý sẽ giúp làm ăn axit béo chuỗi ngắn, rất có ích cho ruột non, bình ổn huyết áp tim mạch. Chuối xanh là thực phẩm giàu kali và khoáng chất giúp duy trì bình ổn huyết áp, giúp thận khỏe. Bởi huyết áp cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận, thủ phạm dẫn đến bệnh đau tim và đột quỵ. Kali là loại chất quan trọng để duy trì sự hoạt động của tim mạch. Vitamin B6 có trong chuối xanh đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein từ các nguồn axit amin. Protein rất cần thiết cho cơ bắp và sức khỏe chung. Chuối xanh được xem là nguồn bổ sung vitamin 6 rất tiềm ẩn cho cơ thể con người, tăng quá trình trao đổi chất và hỗ trợ sản xuất hemoglobin của cơ thể. Chất giúp cơ thể chống lại tăng huyết áp, tăng cường cấu trúc xương. Vấn đề xương khớp luôn khiến cô bác mệt mỏi, nhất là khi trái gió trở trời. Nhiều cô bác chọn sử dụng các loại thực phẩm chức năng gây tác dụng phụ. Cùng với chế độ ăn uống có đường cao có thể gây ra chứng stress, oxy hóa, làm yếu đi các chất
bằng sợi collagen gây yếu xương. Thay vào đó, thay thế các thực phẩm này bằng chuối xanh nấu được cho là giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự quá trình này. Chuối xanh chứa nhiều khoáng chất cho sức khỏe, bao gồm canxi, magie, mangan và phốt pho. Ngoài ra thì chúng còn cung cấp các chất chống oxy hóa và chống tannin cùng với carotenoid và chất diệp lục giúp ngăn ngừa stress oxy hóa có thể làm hỏng cấu trúc xương. Chuối xanh cũng chứa chất silica rất quan trọng cho việc xây dựng và duy trì các sợi collagen, cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Có rất nhiều lý do để ăn chuối xanh và trong số đó chính là cải thiện tiêu hóa. Chuối xanh rất giàu hàm lượng chất xơ và tinh bột. Chúng có thể dễ dàng đi qua và làm sạch đường ruột, giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó, thì chuối xanh giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa vì chúng kích thích vi khuẩn probiotic tăng trưởng, làm thông đường ruột và ngăn chặn các chứng bệnh liên quan. Thưa quý cô bác thân mến, chuối xanh mang đến những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà rất ít loại quả khác có thể làm được. Tiêu biểu trong số đó chính là cung cấp lượng lớn chất kháng tinh bột giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả, đặc biệt là các bệnh ung thư liên quan đến tiêu hóa. Một số thông tin về nghiên cứu chứng minh khả năng chống ung thư cũng như một số lợi ích khác của chuối xanh đã được Sống Khỏe Mỗi Ngày gửi tới quý cô bác trong phần vừa rồi của chương trình. Cô bác hãy ấn chia sẻ video để nhiều người cùng biết thông tin này và không lãng phí loại quả rẻ mà rất tốt cho sức khỏe này. Cô bác cũng đừng quên để lại những thắc mắc để được giải đáp thêm. Tiếp đó, cô bác đừng vội rời khỏi màn hình, bởi ngay sau đây thôi, một thông tin vô cùng đặc biệt về cách dùng loại quả này, nhưng thay vì khi còn xanh mà khi chuối đã chín, giúp cô bác có thêm kiến thức toàn diện để sử dụng loại quả này. Thông tin đó liên quan đến một số nhóm người nếu mắc các bệnh này thì cấm kỵ ăn chuối chín vì cực độc. Cụ thể, nhóm người nên kiêng ăn chuối chín là gì, họ là những đối tượng mắc các bệnh lý ra sao và nếu không ăn kiêng chuối chín mà cố tình ăn sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Cô bác hãy tiếp tục tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình nhé! Chuối thường được thu hoạch khi chúng vẫn còn xanh, điều này giúp đảm bảo chúng không chín quá trước khi cô bác mua. Do vậy, cô bác có thể thấy chúng có màu này trong siêu thị. Ngoài khác nhau về màu sắc, chuối xanh và vàng còn khác nhau ở một số điểm. Mùi vị, chuối xanh ít ngọt hơn, chúng thật sự có vị khá đắng. Kết cấu, chuối xanh săn chắc hơn chuối vàng. Kết cấu của chúng đôi khi được mô tả như sáp. Thành phần, chuối xanh có hàm lượng tinh bột cao hơn khi chuối chín và chuyển sang màu vàng, tinh bột chuyển hóa thành đường. Chuối chín cũng như chuối xanh đều có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể, nhưng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Thậm chí với một số người có bệnh kỵ với chuối, ăn loại quả này có thể gặp nguy hiểm. Chuối còn chứa tinh bột, protein, chất béo, kẽm, kali, phốt pho. Các vitamin E, C, A, B11, pectin cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Chuối chín có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, kích thích tiêu hóa rất tốt. Ngoài ra chuối còn là thực phẩm cấp dinh dưỡng, giúp da mịn, mắt sáng và còn hỗ trợ điều trị một số bệnh như thận, cao huyết áp, táo bón, trị mụn cơm, mẩn ngứa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn chuối một cách thoải mái. Sau đây là những người không nên ăn chuối. Những người bị viêm thận mãn tính, suy giảm chức năng thận. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chuối chín chứa nhiều chất ion kali. Nếu ăn vừa phải sẽ giúp cải thiện sự cân bằng điện giải của cơ thể. Tuy nhiên, đối với nhóm người bị suy thận, chức năng lọc của thận kém, việc bài tiết ion kali thường khó khăn hơn người bình thường. Việc ăn quá nhiều chuối, tiêu thụ nhiều ion kali sẽ khiến cơ thể bị suy nhược, suy tim và một số vấn đề khác. Do vậy, đối với những người bị suy thận, nên tránh ăn chuối và các thực phẩm có hàm lượng kali cao. Người đang cần sự tỉnh táo. Cô bác có thể ăn chuối chín trước giờ đi ngủ để có thể nhanh buồn ngủ, thế nhưng nên tránh ăn chuối khi đang lái xe, đường dài và trong những lúc cô bác cần được tỉnh táo. Vì trong chuối có chứa tryptophan, một loại axit amin mà cơ thể không tự tổng hợp được. Carbohydrate trong chuối có thể ngăn chặn các axit amin khác do cơ thể chúng ta tiết ra để cho phép tryptophan vào não, từ đó tạo serotonin. Serotonin trong chuối có thể sẽ khiến cô bác có cảm giác buồn ngủ. Người bị tiểu đường tim mạch. Nếu cô bác đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì chuối chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu của cô bác. Còn đối với bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn beta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng.
nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối chín sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Người thừa cân béo phì, chuối chín chứa nhiều đường, giàu calo, tiêu thụ hơn 2 quả chuối thì có nghĩa cô bác nạp hơn 300 calo một lần. Do vậy, tốt hơn là chỉ nên ăn 2 quả chuối. Nếu cô bác không ăn trái cây nào khác trong ngày nên người muốn giảm cân, người thừa cân béo phì thì không nên ăn quá nhiều. Người đang bị đau đầu. Chuối chín chứa tyramin, pentitamin và axit amin có thể làm giãn mạch máu, nhất là những trái chuối quá chín sẽ có hàm lượng các chất này cao hơn. Khi cô bác đang chịu cơn đau đầu thì tốt nhất không nên ăn, vì nếu ăn chúng sẽ khiến cơn đau của cô bác kéo dài. Người bị đau dạ dày. Với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu. Còn các loại chuối khác, với những người bị đau dạ dày, muốn ăn thì phải ăn chuối đã chín và sau khi ăn cơm no. Lúc này chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit dạ dày. Không nên ăn quá 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể gây nguy cơ ngộ độc cấp các vitamin và khoáng chất, làm tăng kali trong máu, suy yếu cơ, tê liệt tạm thời và nhịp tim bất thường. Người đang trong chu kỳ kinh nguyệt. Đối với các cô bác nữ đang trong kỳ kinh nguyệt nên hạn chế ăn chuối chín, lê, dưa hấu và các loại trái cây có tính lạnh để tránh tình trạng máu lưu thông kém, ảnh hưởng đến quá trình thải máu kinh nguyệt. Thưa cô bác thân mến, có thể thấy mặc dù đều là chuối nhưng chuối chín có nhiều lưu ý cần ghi nhớ trong quá trình sử dụng nếu không muốn rước họa vào ngược lại và mang bệnh vào thân. Chỉ cần tránh để bảy nhóm người kể trên ăn chuối chín thì cô bác hoàn toàn có thể yên tâm về việc tận dụng được tối đa công dụng mà loại quả này khi chín mang lại. Ngược lại, đối với chuối xanh, cô bác hãy chú ý đừng nên phung phí khi thấy nó mọc trong vườn nhà, mà hãy sử dụng tích cực để ngăn ngừa ung thư hiệu quả từ hôm nay. Cuối cùng, hy vọng những thông tin mà Sống Khỏe Mỗi Ngày vừa gửi tới cô bác sẽ là hành trang để cô bác sống vui sống khỏe thật lâu bên con cháu. Còn bây giờ, chương trình ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Các cô bác cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Điều khó tin nhưng có thật, ba bộ phận này của phụ nữ mà càng to thì sẽ càng sống thọ. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, khi cuộc sống ngày càng đầy đủ, việc ăn uống đều được nhiều gia đình cô bác ở đây chú trọng. Nếu như trước đây cô bác ăn để no, thậm chí vì thiếu thốn nên có không ít cô bác còn phải nhịn ăn, nhịn mặc, thì giờ đây việc ăn uống luôn được cô bác đắn đo từng ly, từng tí, có phải không nào? Nhất là với các bác gái, tôi biết nhiều cô bác vừa muốn ăn ngon, xong lại vẫn muốn giữ được vóc dáng thon gọn, càng nhỏ cô bác lại càng thấy đẹp. Thành ra có không ít cô bác áp dụng chế độ ăn kiêng, giảm cân một cách nghiêm ngặt để cơ thể gầy đi. Thế nhưng cô bác lại không hề biết rằng, không phải bộ phận nào trên cơ thể của cô bác nhỏ đều tốt đâu nhé. Ngược lại, các chuyên gia sức khỏe đã chứng minh, nếu cô bác có 3 chỗ sau đây càng to thì chứng tỏ sức khỏe của cô bác càng tốt. Vậy thì đó là những bộ phận nào? Xin mời cô bác cùng đón xem trong video ngày hôm nay cô bác nhé! Bộ phận thứ nhất, khuôn mặt tương đối lớn. Bây giờ với nhiều cô bác thì mặt càng nhỏ càng thấy đẹp. Cũng là điều dễ hiểu bởi vì ngày nay biểu tượng của cái đẹp là khuôn mặt hình V-line. Thậm chí nhiều cô bác có gương mặt to tròn nhưng không muốn, bèn tìm đến các cơ sở thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc. Thế nhưng cô bác cứ nghĩ mà xem, các cuộc đại phẫu hay tiểu phẫu mà cô bác thực hiện để gọt hàm, độn cằm, bơm, hút mỡ gò má đều có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của chúng ta. Và một điều mà cô bác không thể tránh khỏi đó là giảm sút tuổi thọ đấy cô bác. Thế nhưng có một điều hẳn là nhiều cô bác ở đây chưa biết, gương mặt đầy đặn phúc hậu có ưu điểm của nó đấy cô bác. Cụ thể, theo các chuyên gia y học của Trung Quốc cho biết, cô bác nào có khuôn mặt to sẽ có đủ thận khí, khí huyết trong cơ thể được thông suốt hơn. Mà dễ hiểu rằng khi cô bác có được sức khỏe tốt hơn thì đương nhiên là có thể sống lâu hơn rồi cô bác. Bên cạnh đó, có thể cô bác không biết rằng khuôn mặt không chỉ là tấm gương phản chiếu tính cách
cảm xúc mà còn cho thấy tình trạng sức khỏe của cô bác nữa. Như trước đây tôi đã từng chia sẻ, trên mặt của cô bác sẽ có những huyệt đạo quan trọng. Các huyệt đạo này tượng trưng cho mỗi một cơ quan khác nhau trên cơ thể của chúng ta. Thậm chí trong nhiều nghiên cứu, các bác sĩ đã chứng minh rằng cô bác nào khỏe mạnh và sống thọ thì sẽ có khuôn mặt to, đầy đặn, da căng bóng và hồng hào. Và sự thật thì đúng là như vậy đấy cô bác. Cô bác cứ để ý mà xem, khi còn trẻ, cô bác gầy một chút, tuy nhiên vẫn giữ được làn da trắng hồng. Nhưng sau khi sinh con, da của cô bác sẽ đen sạm đi. Nếu cô bác còn gầy gò thì trông sẽ rất ốm yếu. Ngược lại, cô bác có khuôn mặt căng bóng, đầy đặn thì trông sẽ trẻ trung và nhiều sức sống hơn rất nhiều. Chưa kể, việc cô bác sở hữu một khuôn mặt nhỏ, góc cạnh đôi lúc lại chính là biểu hiện của việc sức khỏe không tốt. Hơn nữa, nếu da mặt xanh xao thì chứng tỏ là cô bác đang bị thiếu máu. Nếu không sớm cải thiện thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta, cô bác nhé. Bộ phận thứ hai càng to, tuổi thọ của cô bác càng cao, đó chính là dung tích phổi lớn. Nhiều cô bác ở đây chắc chắn đều biết rằng dung tích phổi lớn rất có lợi cho sức khỏe, có phải không nào? Thế nhưng chúng có liên quan gì đến tuổi thọ và có ảnh hưởng tích cực nào đến cơ thể của cô bác thì hẳn là ít người biết. Tôi cũng xin được chia sẻ với cô bác luôn. Theo các nhà khoa học tại trường đại học Boston, Mỹ cho biết, kích thước của dung tích phổi sẽ có liên quan mật thiết đến khả năng trao đổi khí của phổi. Cô bác có thể dễ hiểu như thế này, tức là đem oxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi của cô bác và dioxide carbon từ động mạch phổi của cô bác ra bên ngoài. Mà cô bác biết rồi đấy, tất cả các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể đều cần tiêu thụ oxy mọi lúc để duy trì sự sống. Vậy nên, nếu như dung tích phổi của cô bác lớn thì đồng nghĩa với lượng trao đổi khí trong phổi của cô bác cũng sẽ lớn hơn cho mỗi lần hít thở. Như vậy, cô bác nào có dung tích phổi lớn thì sẽ có tiềm năng sống khỏe, sống thọ hơn. Tuy nhiên, có một sự thật vô cùng quan ngại mà nhiều cô bác ở đây không hề hay biết. Đó là càng nhiều tuổi thì dung tích phổi của chúng ta lại càng trở nên eo hẹp hơn. Nếu các bác gái dù 40-50 tuổi mà chức năng phổi hoạt động vẫn tốt thì chứng tỏ cơ thể của cô bác đang hoạt động hết sức trơn tru. Còn đến độ tuổi này, cô bác thường xuyên có biểu hiện khó thở, đặc biệt là khi tắm nước lạnh, bơi lội hoặc vận động mạnh quá sức thì chắc chắn là phổi của cô bác đang gặp nhiều vấn đề. Lúc này, cô bác nên tìm cách cải thiện hoặc tới gặp bác sĩ để kiểm tra cô bác nhé. Thế nhưng cô bác cũng không cần quá lo lắng đâu, bởi lẽ nhìn chung chức năng phổi của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, thói quen hút thuốc, hít phải chất ô nhiễm và một số bệnh lý như là hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi hô hấp cấp SARS-CoV-2 khiến cô bác sẽ cảm thấy khó thở. Do đó, các chuyên gia cho rằng mở rộng dung tích phổi có thể giúp ích cho cô bác làm hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng của bác nhé. Nói đến đây, hẳn là có rất nhiều cô bác muốn tìm phương pháp làm gia tăng dung tích của phổi có đúng không? Thế nhưng cô bác cần nhớ cho tôi một điều như thế này, chắc chắn cô bác không thể tăng dung tích phổi chỉ sau một đêm, nhưng mà tập thể dục thường xuyên thì chính là cách tốt nhất để có thể giúp tăng dung tích phổi dần đều, cũng như khả năng lấy thêm oxy. Và sau đây là bài tập thở cơ hoành giúp cô bác tận dụng thời gian ở nhà để cải thiện dung tích phổi và nâng cao chức năng phổi, hỗ trợ phòng chống COVID-19 cũng như các bệnh về đường hô hấp. Cô bác có thể tham khảo nhé. Cô bác có thể hiểu rằng thở cơ hoành hay thở bụng là kỹ thuật hít thở kết hợp với chuyển động cơ hoành. Phương pháp thở này mặc dù khá tốn sức, thế nhưng hiệu quả đối với sức khỏe là cực kỳ cao đó cô bác. Việc thở cơ hoành đặc biệt hữu dụng với những cô bác mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, vì cơ hoành của cô bác mắc bệnh này thường không hoạt động tối ưu và hoàn toàn có thể được cải thiện. Do đó, cô bác nên áp dụng kỹ thuật thở cơ hoành khi mà cơ thể được nghỉ ngơi và thả lỏng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc thở cơ hoành bao gồm các bước cơ bản sau đây. Đầu tiên, cô bác thả lỏng cổ và vai trong tư thế nằm hoặc ngồi xuống. Bước tiếp theo, cô bác đặt một tay lên ngực và một tay lên bụng. Sau đó, cô bác hít vào bằng mũi trong vòng 3 giây, cảm nhận khí tràn vào khoang bụng và cảm nhận bụng căng tràn lên hơn so với ngực. Cuối cùng, cô bác chu môi thở ra trong vòng 6 giây, giữ một tay ấn nhẹ vào trong bụng của mình. Cô bác lưu ý thời gian thở ra nên dài gấp 2 hoặc 3 lần so với thời gian hít vào của bác nhé. Cô bác chỉ cần lặp lại động tác này 10 phút mỗi ngày thì chỉ sau một tuần,
chắc chắn cô bác sẽ cảm nhận được hiệu quả thay đổi rõ rệt đấy cô bác nhé. Và bộ phận cuối cùng chứng minh cô bác có khả năng cao sống thọ đó chính là mông to. Một vòng ba săn chắc và nở nang chắc chắn là ao ước của rất nhiều cô bác ở đây, có đúng không nào? Tuy nhiên, ngoài mang lại cho cô bác một thể hình đẹp thì việc sở hữu vòng ba đẫy đà còn có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe của cô bác nữa đấy. Bởi vậy cho nên không phải đơn thuần mà một loại bài tập giúp cô bác tăng cơ bộ phận này được ra đời đâu cô bác. Theo các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần mông và đùi của cô bác càng to thì lại càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo, tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi. Từ đó, những cô bác nào ở đây có mông và đùi to thường có nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn hẳn so với những cô bác khác. Mà cô bác cũng biết rồi đấy, những căn bệnh vừa được điểm tên đều là những bệnh có nguy cơ khiến cho cô bác tử vong rất cao. Thậm chí, không ít cô bác ở đây đã phải thổ sẵn thuốc trong người 24/7 để phòng bệnh tim mạch và đột quỵ. Trong khi đó, cô bác nào may mắn sở hữu vòng ba nở nang thì sẽ có khả năng sống thọ cao hơn. Ngoài ra, một nghiên cứu vào năm 2007 đã chỉ ra rằng những bác gái có thân hình quả lê, mông to sẽ có chức năng não tốt hơn, sẽ sinh ra những em bé thông minh hơn. Điều này cô bác có thể hiểu như thế này: vì việc dự trữ nhiều axit béo omega 3 ở hông và đùi sẽ giúp nuôi dưỡng bộ não, đặc biệt cần thiết cho thai nhi trong tháng thứ 3 của thai kỳ. Vậy nên, ngay từ trong bụng mẹ, các bé đã nhận được các axit có lợi này đấy cô bác nhé. Cô bác có thể thấy rằng không phải lúc nào sở hữu một thân hình mảnh mai mới tốt đâu. Ngược lại, cô bác nào ở đây sở hữu ba bộ phận vừa rồi càng to thì chứng tỏ cô bác vừa có một sức khỏe tốt, lại có thể kéo dài được tuổi thọ của mình. Vậy nên cô bác đừng ép cân quá mức mà hãy để cho cơ thể của mình được phát triển tự nhiên cô bác nhé. Bên cạnh đó, để nâng cao thể lực cũng như tuổi thọ của mình, cô bác cần lưu ý đến những thói quen thường ngày. Điều đáng nói, có những việc làm mà nhiều cô bác không hề biết lại có tác động trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Do vậy, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra hai thói quen mà cô bác nhất định phải nằm lòng nếu muốn sống trường thọ và dài lâu bên người thân của mình, cô bác nhé. Thói quen đầu tiên đó là chú ý vận động và tham gia hoạt động thể chất. Tôi biết rằng nhiều cô bác ở đây cả ngày bận bịu công việc, tối đến thì lo cơm nước, chồng con, nhiều lúc còn không có thời gian cho bản thân mình. Thậm chí nhiều cô bác còn ước rằng một ngày dài 48 tiếng để làm cho hết việc. Vì thế nên cô bác ít khi nhớ tới việc tập luyện thể dục và hoạt động thể chất thường xuyên, có phải không nào? Cũng chính bởi vậy nên sau 30 tuổi, cơ thể của cô bác bị trì trệ, đặc biệt là rất dễ bị béo phì. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe cho biết, các nghiên cứu cho thấy rằng béo phì và ít vận động là nguyên nhân gây nên bệnh tật và giảm tuổi thọ của chúng ta. Trong khi đó, cô bác có thể ngăn ngừa vấn đề này bằng cách tập thể dục, cải thiện thể chất để giảm nguy cơ mắc ung thư, tiểu đường và trầm cảm đấy cô bác. Ngoài ra, Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo cô bác nên dành 2,5 đến 5 tiếng hoạt động thể chất vừa phải như là đi bộ, làm vườn, hoặc 1 đến 2,5 tiếng hoạt động thể chất mạnh như chạy bộ, thể dục nhịp điệu mỗi tuần. Đây cũng được xem là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả mà chúng đem đến cho sức khỏe và tuổi thọ của cô bác những hiệu quả cực kỳ cao cô bác nhé. Thói quen tiếp theo mà cô bác cần thực hiện đều đặn đó là luôn khám sức khỏe định kỳ. Xin được hỏi cô bác rằng đã bao lâu rồi cô bác chưa đi kiểm tra tổng quan sức khỏe của bản thân? Hẳn là sẽ có không ít cô bác phải giật mình vì quá lâu rồi cô bác chưa đặt chân đến phòng khám, có đúng không nào? Thậm chí nhiều cô bác nghĩ rằng sức khỏe ổn định thì không nhất thiết phải đi khám làm gì cho nó tốn tiền thêm. Tuy nhiên, cô bác cần nhớ rằng việc chăm sóc sức khỏe có thể phát hiện sớm các vấn đề về bệnh tật. Cho nên, cô bác cần lên lịch khám sức khỏe thường xuyên theo khuyến cáo của bác sĩ. Hơn nữa, một số xét nghiệm và thăm khám quan trọng cần làm như là mỡ máu, huyết áp, ung thư da, ung thư vú, ung thư cổ tử cung với các bác gái. Đặc biệt, việc khám sức khỏe định kỳ chính là cơ hội để cô bác thay đổi lối sống như là thay đổi chế độ ăn, tạo thói quen tập thể dục, ngừng hút thuốc hay uống rượu, phát hiện sớm tình trạng căng thẳng, lo lắng, trầm cảm đấy cô bác nhé. Chung quy lại, cô bác nào ở đây cũng đều có ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình. Vậy nên đừng ép buộc mình phải phù hợp với chuẩn mực cái đẹp mà vô tình gây nên những tác động xấu đến cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, nếu cô bác sở hữu một trong ba bộ phận sau đây càng to thì cô bác càng nên tự tin
vì chúng chính là dấu hiệu cho thấy rằng cô bác có tuổi thọ cao mà nhiều người ao ước đấy cô bác. Bộ phận thứ nhất đó là khuôn mặt tương đối lớn. Bộ phận thứ hai càng to, tuổi thọ của bác càng cao, đó là dung tích phổi lớn. Và bộ phận cuối cùng chứng minh cô bác có khả năng cao sống thọ, đó là mông to. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh những suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.